Hello, Hồng An chào anh em. Hồng An luôn chúc anh em, bà con, cô bác mình luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha. Với mới vừa nhập đội một con quay Thái đời 2000. Xe này là xe giao thời anh em, 99-2000 đó anh em. Anh em coi số khung số máy nó nè. Giao thời nha anh em ha. Toàn bộ là 99-2000 là chung. Xe này giao thời. Xe này dàn áo nói chung là còn nguyên zin tới 80% anh em. Chủ xe rất là kỹ, biển số Sài Gòn. Nếu mà có quay thì quay những con xe này anh em nhìn nó mới sướng. Chiếc xe này là chiếc xe mộc và xe tương đối là đẹp. Biển số Sài Gòn. Một con xe nói chung là rất là như ý. Hôm rày xe cộ cũng rất là hiếm anh em. Ít mua được những con xe quay Thái mà được cục máy nó siêu êm như vậy anh em ơi. Máy đang nổ đó anh em. Shop mình lựa xe là đa số là tập trung cục máy là chính anh em ha. Cục máy đi tầm 30.000, 40.000 đổ lại thôi. Xe đi nhiều quá thì cho dù nó đẹp cũng vậy thôi anh em. Đi nhiều quá máy nó nhão rồi. Anh em đi thời gian nó sẽ tới thời điểm máy móc nó hư anh em. Bạc đạn nó cũng gào, dên cũng lỏng. Cái tông bạc cũng hở bạc rồi. Chạy không có ngon. Và đi thời gian nữa anh em buộc phải rớt đầu làm nồi làm máy, mức giá trị xe rất là lớn. Anh em lựa những con xe như vậy nè đó. Hồng An cũng cố gắng lựa những con xe như vậy đó anh em, cho anh em mình đi thêm 20-30 ngàn cây, bảo quản kỹ, đi không có lộ, càng đi càng sướng và đã càng đi nó càng lời anh em. Anh em đi sẽ lời. 41.000 đúng đồng hồ anh em. Mình sẽ quay rất là kỹ nha anh em ha. Lâu lắm rồi mới nhập được đội được một con xe như vậy. Hôm nay quay Thái mình cũng muốn hết rồi anh em. Mấy con quay Thái dọn kiện này kia thì nhiều. Còn quay Thái nguyên zin mà cỡ này tìm không có đâu. Hết rồi. Và quan trọng cuối cùng là cái giá anh em ơi ha. Xe đẹp xe xấu thì quan trọng cái giá là chính thôi. Anh em cảm thấy giá này hợp lý thì gọi cho mình. Con này 70 mấy triệu nha anh em ha. Một con xe quay Thái nguyên zin, chiếc xe mộc, cục máy như xe điện. Chiếc xe nói chung là rất là đẹp, căm móc vẫn còn ok, chiếc xe ốc vẫn còn màu anh em. Rồi, nói chung trước tiên thì mình báo với anh em là dàn áo là còn nguyên zin nha. Áo tem zin theo xe vẫn còn, dán keo nguyên xe. Đây mình mở ra kiểm tra đó anh em. Em ra buộc phải mở ra cho anh em mình biết bên trong của nó. Xong cái clip này mình rảnh mình sẽ ráp bộ áo nó lại. Quay thêm một lần cho anh em mình xem anh em ha. Đó. Con xe này là xe mộc. Xe đậu anh em, xe mộc là xe đậu anh em ha, người ta đi kỹ anh em ha. Không có dọn, không tỉa, không gì hết. Nguyên zin hết. Kể cả đồng hồ, bao tay, cùm. Chất mộc. Cục máy đang nổ đó anh em ơi. Và giá con này là 70 mấy triệu nha anh em ha. Giá không bớt đâu nha anh em. Anh em ở tỉnh thì mình bao hồ sơ, bao rút gốc cho anh em. Anh em Sài Gòn thì mình ra công chứng mua bán cho anh em luôn. Nó như vậy thôi. Xe này nói chung là mình được anh em giao lưu trao đổi xe đó. Toàn anh em họ biết chơi xe đẹp không à. Họ giao lưu trao đổi xe với bên shop. Thì shop thấy xe này ok, shop nhận lại bộ đổi bù trừ đó anh em. Những con xe nát quá thì shop không có trao đổi đâu. Anh em mua đâu bán lại cho bên người ta bán cho mình. Còn xe đẹp thì mình nhập lại. Rồi mình đi chi tiết nha anh em ha. Xe đầu này là chắc chắn là chưa chạm rồi, xe đi 41.000 cây. Đặc biệt cục máy này nhích nha là bye bye. Đi số 4 không cần trả số nha. Bên shop mình lựa xe cho anh em là đi số 4 là anh em cứ chạy. Tầm 30-40 giảm ga dặn là bye, không có cần trả số đâu. Thì xe mấy chục nghìn cây mà xả số kia anh em. Trừ khi những con xe nó đi 70-80.000 cây nó nhão rồi. Nồi nó cũng bị tuột bố tuột lá anh em, mất hơi đó. Anh em phải trả thôi, không trả thì nó bị gống. Bị ré. Mất hơi anh em ha. Còn xe nồi nó bốc nhích ra là nhóm nhóm, số 3 số 4 nhích là bye bye. Đi hậu được trên 100 bình thường, 110 luôn mà anh em. Rồi, mình đi nha anh em ha.
anh em. Bao tay theo xe anh em. Dây nhựa còn nguyên zin anh em ơi, không cắt không nói anh em ha. Mình sẽ quay hướng này trước đi cho nó dễ anh em ha, tập trung quay một hướng thôi. Đi trên đây nè, đi vô chỉ đông để chỉ luôn một hồ rồi đây. Gà không đang mua nhiều mới đi phục zin nè, chưa giấu mỡ anh em, nhúng 2000 đi zin anh em ha, sơn zin nè, đâm theo xe anh em, cắm còn vàng mỡ gà là đẹp. Tới cái đầu anh em ha. Còn. Rồi. Sắp bắp chưa mở nha anh em. Chưa chỉnh cò. Ốc nó còn sáng anh em ha. Xe đi kỹ anh em, rất là kỹ, xe mọc mà quay. Nếu anh em nào mà muốn cục máy này và cái sườn bốn món này mình bán là 45 triệu anh em. Có thể bán 45 triệu nha, cục máy và cái sườn nha, 45 triệu. Là anh em biết cái đồ của nó đẹp cỡ nào rồi. À. Còn mua nguyên xe là 70 mấy triệu anh em. Đời rất là thấp, ET-3 rồi anh em. 99 nè. 99 anh em ha. Xe này giao thời anh em, 99 2000 xài chung hết. Xe tới giờ nha, chưa mở chưa thay nha anh em. Quá trời anh em. Đúng xe mập. Xe này bô zin nha anh em ha, bô zin nha anh em. Quá
đẹp anh em, mua theo xe không hàng không nói nha, cổ zin luôn nha anh em. Sơn đùm bao đẹp anh em, sơn zin anh em ơi, đùm sơn zin nha, đặt đây zin hết anh em, trăm vàng vàng em theo xe anh em, liền không có một lũng anh em ha. Chính anh em, cản zin luôn anh em, xe đẹp lắm nha anh em ha. Phần quan trọng anh em ha, quan trọng mạch máu trái tim anh em ơi, phần quan trọng rồi đó. Phần quan trọng chiếc xe nằm ở đây, chung này xe 40 mấy ngàn cây thì sơn trong dĩa thay rồi ha, à này cũng mới thay đây anh em, 40 ngàn 41 ngàn là thay sơn trong dĩa rồi chắc chắn rồi, mới thay đây luôn nè. Cái giòn anh em, giòn nắp lửa nè, giòn giữa nè, giòn nồi nè, một màu bọc anh em, xe hết xăng, xăng 99 nè, 2000 là nó có gài cho anh em ha, xe này nó giao thời 99 2000. Bắp chưa chỉnh cò luôn, xe này chưa chỉnh cò anh em ơi, quá trời đang zin sớ này, sớ chưa lòng chữ nhỏ đó, thì anh em thích là cục máy này và cái sườn 4 món thì mình bán là 45 triệu anh em ha. Máy cọp lắm nha anh em. Anh em nào mà muốn nguyên viên xe thì 70 mấy triệu, bao hồ sơ bao cung cấp cho anh em. Đây nó bị xúc cái nhựa anh em ơi, xúc cái nhựa rồi nha anh em ha. Nãy giờ nổ máy là 10 mấy phút rồi nha anh em, máy như xe điện. Theo xe bị xét anh em, xe đi 40 mấy ngàn rồi, một con xe nói chung mà chiếc xe này kiếm đâu ra hiện tại bây giờ anh em, mà giá chỉ có 70 mấy triệu, quá rẻ rồi, thực sự quá rẻ anh em. Xe cũ ít nhiều cũng phải lỗi nhưng mà con này tôi đó là chuẩn, anh em về chỉ có chạy luôn không cần làm gì hết anh em, áo thì zin, vàng bạc thì zin, máy như xe điện. Chiếc xe này anh em tìm đâu nữa, 70 mấy triệu quá rẻ anh em, không có mắc. Đặc biệt là cục máy, tìm được cục máy này anh em kiếm khó lắm. Máy
nhẹ phao, anh em nhẹ phao à, rất là nhẹ anh em. Nó đầy hơi lắm, nó đẩy cái xe đi anh em, không cần dặn ga nhiều đâu. Ok cho anh em ha, clip cũng từ đó là mười mấy hai chục phút là quá dài rồi. Còn anh em cần thông tin chi tiết nữa thì alo cho mình nha, mình cũng xin khẳng định xe này là chiếc xe mộc nguyên zin hết, máy thì nói chung là không có gì để bàn cãi. Máy này rất là hiếm, từ được cục máy này hiếm lắm anh em ơi, mình cảm nhận là nói chung là nó còn đạt cỡ 70-80% so với một cục máy mới đó, cỡ này đó cái dàn hơi nó mạnh lắm anh em ơi, hơi đầy, nhích ra là nhóm nhóm số 4, dặn ga dựng bye bye nha anh em ha. Rồi anh em cảm thấy clip này hay thì cho mình một cái chia sẻ đó anh em, và cho mình một lượt thích nhớ nha anh em ha, để ủng hộ kênh nha anh em, làm động lực cho shop mình săn được những con xe đẹp, cục máy cọp, cục máy chất cho anh em mình chơi. Giá thành chỉ có 70 mấy triệu à con xe này. Địa chỉ của shop nè anh em, anh em mà chưa đăng ký kênh thì xem clip này nhớ đăng ký kênh anh em, và nhớ nhấn nút chuông nha, khi mình quay clip lên là anh em có đăng ký kênh nó nhấn nút chuông thì sẽ biết được mình vừa đăng cái clip đó lên liền. Anh em xem nếu ok anh em chốt nhanh, lỡ anh em không đăng ký kênh và không nhấn nút chuông á, lỡ mình mua trễ hơn anh em khác nha anh em ha. Rồi bye bye cả nhà, bye bye nha, chúc anh em luôn mạnh khỏe bình an, bye bye.